Chào các anh các chị. Hôm nay Đăng Phương Auto sẽ hướng dẫn các anh các chị lắp bộ gập gương lên xuống kính cho Kia Rio. Với bộ này thì hoàn toàn sẽ phải cắm rác một số vị trí. Đây ạ. Ví dụ đây là rác của chốt cửa, sẽ phải dùng rác chuyển đổi bên em. Rác chuyển đổi. Đây một rác chuyển đổi nữa. Và đây một rác chuyển đổi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải kết nối hai dây tín hiệu ở vị trí này ạ. Đây ạ, dây dây AC, dây điện bình các bác nhé. Dây đỏ sẽ kết nối vào dây trắng. Và dây trắng này sẽ kết nối vào dây đỏ nhé. Với bộ bên em gửi cho thì sẽ có hai dây kết nối tín hiệu. Dây trắng kết nối với dây đỏ và dây đỏ kết nối với dây trắng. Đây là Kia Rio 2016 các bác nhé. Khi đã kết nối hai dây xong thì chúng ta kết nối các rác này xong thì chúng ta sẽ cắm cái module này vào. Đây là rác module. Các bác cần hỗ trợ lắp đặt thì có thể để lại thông tin hoặc số điện thoại. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhé. Em xin cảm ơn ạ.